Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xem Mạnh Phát. Và ngày hôm nay Mạnh Phát sẽ giới thiệu mọi người ba phiên bản xe lăn điện đang được bán chạy nhất tại Xem Mạnh Phát nhé. Mạnh Phát tin rằng là khi mọi người xem xong video này thì mọi người sẽ có cho mình sự lựa chọn một chiếc xe lăn điện phù hợp nhất nhé. Đây là phiên bản xe lăn điện MP01 Pro, một chiếc xe lăn điện đa năng tiện lợi kết hợp được cả lăn điện và lăn tay nhé. Đấy, và có những tính năng rất là cơ bản và với mức giá rất là ưu đãi, chỉ có 11.500.000. Và thứ hai là một phiên bản xe lăn điện siêu nhỏ, siêu gọn với trọng lượng chỉ có 20kg thôi, cực kỳ phù hợp cho mọi người thường xuyên phải mang đi xa này, tiện lợi, cao cấp nhưng mà lại cực kỳ gọn nữa. Đây chính là phiên bản xe lăn điện MP08 nhé, với mức giá là 18.500.000. Còn ngay bên tay phải của Mạnh Phát đây chính là phiên bản xe lăn điện 06 Pro. Đây là dòng xe lăn điện đang được gọi là cao cấp nhất trên thị trường bây giờ, với những tính năng cực kỳ ưu việt như là tốc độ cao này, đấy, khung nhôm này, pin lithium đi xa này, động cơ 3 pha không thời gian công suất lớn này, đấy, ngả nằm điều khiển từ xa. Nói chung là một chiếc xe lăn mà có tổng hợp được tất cả những cái tính năng gần như là full ở các mẫu xe lăn khác tập hợp trên nó, chính là phiên bản xe lăn điện 06 Pro nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng mẫu xe lăn điện để tìm hiểu tính năng sử dụng cũng như là công năng sử dụng của những chiếc xe này nhá. Đầu tiên thì Mạnh Phát muốn giới thiệu mọi người phiên bản xe lăn điện có mức giá tốt nhất hiện tại ở trong video này, đó chính là phiên bản xe lăn điện 01 Pro nhá. Đây, mời mọi người quan sát này. Đấy. Với một chiếc xe lăn điện thì chắc chắn rồi, nó phải chạy bằng điện đúng không ạ? Nhưng phiên bản này là một trong số ít những phiên bản xe lăn điện mà có kết hợp cả lăn tay. Là khi mà chúng ta tắt khóa đi này thì chúng ta có thể lăn được bằng tay nhá. Đấy, muốn lăn được bằng tay nhẹ thì đây mọi người quan sát này, chúng ta sẽ có cái lưỡi đỏ này ở hai bên bánh và chúng ta sẽ tháo ra, nhấc lên và xoay nửa vòng. Đấy, thì như vậy chúng ta sẽ lăn tay rất là nhẹ. Đây mọi người quan sát này. Đấy, ví dụ như Mạnh Phát lăn tay này. Đây. Đây, đây, lăn tay. Nó nhẹ như một chiếc xe lăn tay bình thường. Đây chúng ta sẽ giữ này, giữ một bánh và quay một bánh thì chúng ta sẽ xoay được 360 độ. Đây, đấy. Tức là chiếc xe lăn điện này thì và lăn tay được thì rất là đơn giản nhá. Tuy nhiên lăn tay này thì nó không dành cho số đông những người mà đi xe lăn. Đấy, dành cho những bác mà không may là bị tai nạn lao động hoặc là những người mà bị khuyết tật bẩm sinh vì đôi chân thì tay chúng ta khỏe thì chúng ta có thể sử dụng được. Nhưng đa phần bây giờ là những người mua xe lăn là những người mà bị tai biến hoặc những người có tuổi già rồi thì lăn tay này đôi khi những các bác chủ yếu dùng xe lăn điện thôi. Tuy nhiên là cái lăn tay này có một ưu điểm nữa, đó là nhìn chiếc xe lăn nó cứng cáp, nó thể thao hơn nha mọi người nhé. Và đây chúng ta sẽ cùng quan sát này. Đấy. Một chiếc xe lăn điện thì chúng ta sẽ có động cơ là nó đập vào bánh sau. Đấy. Khung này là hợp kim thép sơn tĩnh điện chống rỉ, có công suất và trọng lượng tối đa và phiên bản này là 150 cân. Bánh trước là bánh 10 inch, là bánh đặc nhá, là bánh đặc này. Đấy, bình của xe này chạy là bình ắc quy. Bình ắc quy của xe này là bình ắc quy 24V 12A cho quãng đường di chuyển từ 10 đến 15 cây một lần sạc. Đấy, tốc độ tối đa của phiên bản này là 6 cây một giờ. Đấy, đi theo xe của chúng ta thì sẽ có sổ bảo hành từ nhà máy sạc và có một bộ đồ sửa chữa cơ bản đi theo xe để chúng ta có thể vặn những cái ốc của chiếc xe. Đấy. Và với chiếc xe này thì Mạnh Phát rất là thích ở một cái điểm, đó là chúng ta sẽ tháo rời được cái mút này ra này. Đấy, cái mút này tháo ra được thì chúng ta sẽ dễ dàng trong cái việc là vệ sinh này. Mút thiết kế dạng lưới tổ ong, thoáng khí, ngồi nó sẽ không bị ngứa nhé. Mà xe của chúng ta sẽ có cả đai an toàn đằng trước và bánh chống đổ đằng sau. Đấy, một cái điểm mà Mạnh Phát thích nữa ở chiếc xe lăn điện đó là cái tựa tay này. Mọi người nhìn này, nhấc ra rất là dễ dàng. Đấy. Như này thì chúng ta dễ dàng trong cái việc là chúng ta lên xe, xuống xe rất là tiện đúng không ạ? Đây. Và chúng ta sẽ có cả phanh cơ này. Phanh cơ này để cố định xe khi mà chúng ta dừng xe để cho chuyển trạng thái từ xe sang giường hoặc là xe sang ghế. Bởi vì là mặc dù xe của chúng ta có hệ thống lăn điện như này rồi mọi người, đây là lăn điện nhé, nhưng mà nó sẽ không thể cố định 100% được như lăn tay. Nó vẫn có độ dây dịch như này được, nhưng mà khi mà chúng ta kéo cái phanh tay này thì nó gần như là chết xe luôn. Đấy, chết xe luôn. Đấy. Hệ thống phanh điện này rất là thông minh nhé. Đó là khi mà chúng ta đang đi mà gặp chướng ngại vật, chúng ta nhả phanh ra phát nó sẽ tự nhả tay điều khiển ra, nó sẽ tự dừng lại luôn. Đấy, và giữa dốc nó cũng sẽ dừng luôn. Đấy, rất là an toàn nhé. Đấy, xe thì sẽ được điều khiển trên một cái bảng điều khiển như thế này. Cái bảng điều khiển của chúng ta thì sẽ có nút cơ bản thôi, nút nguồn này, nút còi này. Đấy, và nút này là nút tăng giảm tốc độ của xe này. Đấy, và chúng ta sẽ có cần gạt 360 độ ở đây. Đấy. Và cái cần này đang mặc định ở bên phải, nếu các bác mà bị tai biến bên phải thì chúng ta có thể hỗ trợ chuyển cái tay điều khiển này sang bên tay trái nhé. Nó rất là dễ dàng. Cái phần để chân này thì khi mà chúng ta tháo cái này ra thì chúng ta có thể tháo ra được. Nhiều bác mua xe lăn này mà bị khuyết tật bẩm sinh mà bị mất đôi chân ấy, thì chúng ta có thể tháo bỏ này luôn cho gọn. Đấy, tháo bỏ ra luôn cho gọn nhé. Rất là tiện đúng không ạ? Khi mà sản xuất ra mẫu xe lăn thì họ cũng đã tính toán hết rồi, họ làm sao mà một chiếc xe được thiết kế với đầy đủ công năng và hợp lý nhất có thể nhé. Và với mức giá là
11.500.000 cho một phiên bản xe lăn điện Mạnh Phát G1 Pro này. Đây là một mẫu xe lăn điện có mức giá cực kỳ tốt, cơ bản và tiện lợi, và mọi người gần như là ai cũng có thể tiếp cận được với xe lăn điện nhé. Đây là mẫu đầu tiên. Sản phẩm này thì Mạnh Phát đang bảo hành chính hãng 1 năm và miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi người nhé. Bước vào sản phẩm thứ hai, cả hai phiên bản mà Mạnh Phát đang để đây đều là dòng xe lăn điện cao cấp đấy, và cực kỳ cao cấp luôn ạ. Như phiên bản xe lăn điện 08 MB08 này, đây là dòng xe lăn được trang bị bộ khung nhôm đấy, hợp kim nhôm siêu nhẹ nhé, siêu nhẹ. Động cơ phiên bản này thì khá là nhỏ thôi, chỉ có 180W một bánh thôi, và hai bánh là 360W, bởi vì phiên bản này nó gọn nhẹ mà. Trọng lượng cả xe cả pin nó chỉ có 20 cân thôi. Đấy, nó rất là nhẹ, rất là gọn. Và chiếc xe lăn điện này thì mọi người quan sát này, chúng ta gập vào các thứ nó chỉ có một thao tác thôi. Đây, đấy, rất là gọn nhá. Đây, đây, cực kỳ gọn, và chúng ta dễ dàng mang đi cả lên máy bay hay là đi xe ô tô cho vào cốp, cực kỳ gọn và tiện. Đấy. Linh kiện trên chiếc xe này cũng rất là cao cấp, khi mà chúng ta có bánh là toàn bộ xe là bánh đặc, bánh trước bánh sau đều là bánh đặc nhá. Đây phần động cơ cho mọi người xem này. Đấy, pin lithium, khung nhôm, bánh đặc đi rất là bền. Xe lăn điện này, mẫu này thì đặc biệt là chúng ta sẽ không dùng để đi địa hình. Đấy, trông thế thôi, nhưng phiên bản này chúng ta đi địa hình xấu vẫn đi được. Nhưng phiên bản xe lăn điện MP08 này thì chúng ta đi trong con đường đẹp thôi, đường đẹp nhá, trong những khu đô thị này, đường nội đô, mà chiếc xe lăn điện này vào thang máy rất là dễ. Đi lên nhà chúng ta sử dụng hàng ngày thì cần gọn nhẹ, ở chung cư thì đây cũng là một mẫu xe lăn điện rất là tiện nhá. Đấy, phiên bản này đi tốc độ tối đa khoảng 6 cây một giờ. Đây mình phát xe ngồi thử này. Đấy, trọng lượng tối đa của phiên bản này là 120 cân, và đa phần thì người Việt Nam mình thì 120 cân là thoải mái rồi, đúng không? Đi phiên bản này rất là nhàn gọn. Đấy, thiết kế rất là đẹp nữa. Đấy, mọi người xem. Đấy, đi rất là gọn đúng không? Đấy, rất là dễ lái thôi, bởi vì nó rất là gọn mà. Đấy, cho mọi người nhìn này. Đấy, đấy, rất là gọn, tiến lùi xoay 360 độ mà. Đấy, rất là dễ đi và dễ sử dụng nhé. Đây cho mọi người xem. Đấy, và với phiên bản này của chúng ta thì chúng sẽ được trang bị theo xe bao gồm này, sạc này, này, bộ sửa chữa này, và có thêm cả một cái tay điều khiển từ xa như thế này nữa nhé. Đây mọi người này, đây mình phát sẽ bật cho mọi người xem. Đây, đấy, chúng ta sẽ có một tay điều khiển như thế này. Đấy, có thể điều khiển xe, cất xe đi này, đấy, lùi xe này, đấy, rất là thông minh và rất là tiện lợi nhé. Tiến xe này, đấy. Đấy, mọi người thấy không ạ? Vừa gọn, vừa tiện và rất là dễ sử dụng nhé. Đấy, rất là dễ sử dụng. Con này được trang bị pin lithium là 24V 12A trong quãng đường di chuyển khoảng 15 cây một lần sạc. Đấy, gọn nhẹ và tiện lợi đúng không ạ? Đây là một trong những mẫu xe lăn mà Mạnh Phát bán cực kỳ chạy nhé, bởi vì nó rất là ưu việt. Mọi người, tiêu chí mọi người mà cần một chiếc xe lăn gọn nhẹ thì không thể bỏ qua phiên bản này. Không thể bỏ qua phiên bản này. Nó quá gọn và quá tiện đúng không ạ? Tính năng sử dụng này, hay là cái mút của nó được làm rất là cao cấp nhá. Đây có dạng kiểu thêu nhiều là chất liệu bằng da lộ đấy, nó thêu hình quả chám nhìn nó rất là sang, và cái khung xe thiết kế theo kiểu một giáo như này. Đấy, nhìn nó cũng đẹp và rất là khỏe nhá. Với mức giá 18.500.000 thì nó cũng không phải là một cái gì đó nó đắt đỏ cả, nhưng mà nó lại cực kỳ tiện lợi, gọn, dễ lái, dễ sử dụng và dễ dàng mang đi nhá mọi người nhá. Và nó là dòng xe lăn cao cấp được bảo hành chính hãng 1 năm và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, và do Mạnh Phát phân phối độc quyền tại Việt Nam nhé. Đấy, phiên bản MP08 này. Và chúng ta quay lại một chiếc xe lăn điện cao cấp và gần như là full tính năng, full độ hoàn thiện, thì chúng ta sẽ có một chiếc xe lăn điện đây mọi người này. Đấy, và phiên bản này có ta, chúng ta sẽ có thêm cả này. Đấy, đối với cái lô hàng này về thì đang được tặng kèm thêm cái này. Cái đèn này là tặng kèm thôi nhá. Đấy, và không phải lúc nào cũng có sẵn nên cái này thì Mạnh Phát sẽ không giới thiệu nhiều. Đấy, không phải nào có, tùy. Cái này là hên xui nhá. Khi mọi người mua xe mà không có thì chúng ta phải thông cảm thôi. Đấy, cái này nó là hên xui nhá. Đấy, hãng họ tặng ngẫu nhiên để test thử sản phẩm thôi nhá. Test thử sản phẩm thôi. Đấy, và chúng ta quay lại với phiên bản xe lăn điện 06 Pro này thì mọi người nhớ nó sẽ to hơn phiên bản xe lăn điện 08 này. Trọng lượng phiên bản này nó khoảng độ 30 kg. Đấy, nhưng mà nó cũng đã nhẹ hơn phiên bản 01 Pro rất là nhiều rồi. Với phiên bản 01 Pro chúng ta nặng khoảng 50 cân cơ. Đấy, phiên bản này được khung nhôm này mọi người. Khung nó sẽ dày dặn hơn, tải trọng lên đến 150 cân. Lốp xe cũng là dạng cao cấp hơn đây mọi người nhìn này. Đấy, dạng cao su có lỗ này, đi rất là êm. Đấy, rất là êm. Đây cho mọi người xem. Đây. Đấy, cực kỳ êm. Pin của nó là pin 24V 20Ah nhé. 24V 20Ah. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng chiếc xe này, nó sẽ đi được xa hơn. Quãng đường di chuyển nó khoảng độ 20/20 cây một lần sạc. Đây. Đấy, khung làm rất là đẹp nhé, khung nhôm mà. Động cơ này là 200W một bánh và động cơ 3 pha không chổi than. Đấy, 3 pha không chổi than. Rất là khỏe.
tốc độ tối đa của phiên bản này nó có thể đạt đến xấp xỉ 10 cây một giờ cơ. Nó sẽ nhanh hơn phiên bản khác nhá. Cái này rất là khó này. Đấy, xe lăn đi chậm thì được, nhưng mà làn nó đi nhanh như phiên bản này thì cực kỳ khó nha, và không phải đơn vị nào cũng làm được. Đấy, cái này là những cái tính năng ưu việt của phiên bản này. Đấy, và cái tiếp theo là chúng ta sẽ có một chiếc xe lăn điện có thể ngả nằm điện tử luôn. Thì đây mình Phát sẽ hướng dẫn mọi người cách làm ngả nằm này. Chúng ta có thể ngả nằm trên tay điều khiển hoặc là ngả nằm trên điều khiển từ xa. Phiên bản này nó có cả ngả nằm, có cả điều khiển từ xa luôn ạ. Đây. Đấy. Thiết kế rất là thông minh nhá. Ngả nằm đây, mình Phát sẽ ngả hết cỡ mọi người xem. Đây, đấy. Ngả nằm rất là thoải mái nhá, và chúng ta sẽ có thêm cả tựa đầu. Đấy. Một cái thiết kế rất là thông minh và rất là ưu việt, gần như là bao nhiêu tính năng hiện đại trên tất cả các mẫu xe lăn thì phiên bản xe lăn này đều có cả. Cái đấy mới là cái hay đúng không ạ? Đây. Chúng ta sẽ có một chiếc xe lăn gần như là full tính năng luôn, full công năng sử dụng luôn đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ lấy cả bộ điều khiển ra cho mọi người xem này. Đây, đi theo xe của chúng ta vẫn có cả một bộ đồ sửa chữa đi theo xe luôn ạ. Đây, một bộ đồ nghề sửa chữa đi theo xe. Thiết kế rất là thông minh. Đây, chúng ta sẽ có cả điều khiển từ xa đây. Đây, Phát sẽ bật lên cho mọi người xem. Đây nha, chúng ta sẽ tắt chế độ ngả nằm ở trên cái này đi, thì chúng ta sẽ điều khiển được bằng cái này. Đây, đấy, điều khiển bằng cái này. Và phiên bản này chạy rất là khỏe. Đây mọi người nhá, tốc độ rất là nhanh nhá. Đấy, tốc độ tối đa có thể đạt đến 10 cây cơ mà. Đấy. Và đây là một trong những xe lăn điện mà phải nói là có độ ưu việt gần như là tuyệt đối trên thị trường xe lăn điện bây giờ. Thứ nhất là hệ thống khung gầm thế hệ mới nhá. Thứ hai là một chiếc xe lăn điện có thể chạy tốc độ tối đa là 10 cây một giờ. Thứ ba là một chiếc xe lăn điện được trang bị động cơ 3 pha rất là khỏe, 251 bánh, và hai bánh của nó là 500W cơ. Thứ tư là đây là một chiếc xe lăn điện được trang bị pin lithium lên đến 20Ah cho quãng đường di chuyển lên đến 20 đến 25 cây một lần sạc. Và thứ năm là một chiếc xe lăn điện chúng ta có chế độ ngả nằm bằng điện thông minh, có thể ngả nằm trực tiếp trên tay điều khiển hoặc là ngả nằm trên điều khiển từ xa. Và thứ sáu là chúng ta đang có một chiếc xe lăn điện có thêm cả tính năng điều khiển từ xa. Và bao nhiêu cái tính năng hiện đại nhất thì nó đã tích hợp trên chiếc xe lăn điện này rồi. Đó là lý do vì sao phiên bản xe lăn điện MB06 Pro này là sản phẩm xe lăn điện cao cấp nhất mà Mạnh Phát đang bán nhé. Phiên bản này hiện tại đang được Mạnh Phát phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá là 21.500.000, và là một trong những mẫu xe lăn điện bán có doanh số cực kỳ tốt. Nói chung là cả ba mẫu xe lăn điện Mạnh Phát đang mang đây đều là những phiên bản xe lăn điện mà có doanh số vượt trội ở trong phân khúc của chính mình. Và ở Việt Nam mình thì nó cũng là một trong những cái mẫu xe lăn điện đầu bảng bây giờ rồi. Đấy. Ưu việt, tiện lợi và bền bỉ. Đấy là những cái tiêu chí mà Mạnh Phát đang mang đến cho mọi người. Những mẫu xe lăn điện đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi trên toàn thế giới luôn. Qua quốc gia nào thì nó cũng đều đạt tiêu chuẩn cả. Đấy, và hàng này nó là hàng xuất khẩu đi thị trường Mỹ mà. Nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm nhá. Đây mọi người, một chiếc xe điện này đi rất là tốt này. Đấy, có tải trọng mà sử dụng này. Và có cái tựa đầu đi rất là thích nhá. Đấy, ngồi nó cũng thoải mái và rất là chắc chắn này. Đây cho mọi người xem. Đây. Xoay 360 độ này. Cái hay của nó ấy là nếu mà người nào mà thường xuyên phải sử dụng xe lăn thì cái tốc độ 10 cây của nó rất là hay nhá. Mọi người nhưng mà đi tốc độ tối đa 6 cây một giờ thì đi 6 cây hết một giờ. Nhưng mà 10 cây một giờ thì đi 6 cây thì chỉ hết khoảng hơn 30 phút thôi. Đấy, nó tiết kiệm thời gian rất là nhiều, đúng không ạ? Và cái hay của nó là chúng ta có thể chỉnh tốc độ chậm được. Nếu mọi người mà lúc đầu đi chưa quen cần đi chậm thì đây, chúng ta đi tốc độ chậm nhất của nó chỉ có 2 cây, hơn 2 cây một giờ thôi. Đấy. Cái hay của nó như thế. Tức là nhiều mẫu xe lăn muốn đi nhanh không được, nhưng con này nó đi được cả chậm cả nhanh. Đấy mới là cái hay của nó đúng không? Đấy mới xứng đáng với đồng tiền đúng không ạ? Giá trị mà chúng ta bỏ ra cho một chiếc xe lăn điện thì với phiên bản 06 Pro này nó mang lại trải nghiệm vượt trội luôn. Mọi người sẽ không thể nghĩ được là chúng ta bỏ ra số tiền như vậy mà chúng ta lại nhận được cái nhiều tính năng như này trên một chiếc xe này đó. Khẳng định luôn là ở những cái đơn vị khác là chúng ta gần như không thể có được những cái tính năng vượt trội lên một chiếc xe lăn như vậy. Và đây là mẫu xe lăn điện hiện tại đang là mẫu xe lăn điện hiện đại nhất Việt Nam bây giờ đấy ạ. Đấy, và trên đây là chính là ba sản phẩm xe lăn điện mà Mạnh Phát đang giới thiệu mọi người trong video này, và đều là những sản phẩm trong phân khúc của họ chính là đầu bảng trong từng giải sản phẩm nhé. Và tất cả xe lăn điện Mạnh Phát nhắc lại một chút này, chúng ta sẽ được bảo hành chính hãng 1 năm và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhé. Và tất cả những sản phẩm Mạnh Phát đang giới thiệu đây đều là những sản phẩm đang có sẵn tại cơ sở của Mạnh Phát tại Hà Nội cũng như là Hồ Chí Minh. Mọi người có thể vui lòng alo số điện thoại của Mạnh Phát với số điện thoại là 0866 903 993 hoặc là 0358 993 993 để có thể là nghe Mạnh Phát tư vấn và chọn được chiếc xe ưng ý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.